Ngày 8 tháng 1 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với lãnh sự quán ở Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày một số tài liệu, lưu trữ và hình ảnh về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020. Triển lãm trưng bày gần 100 hình ảnh đa số do Thông tấn xã Việt Nam cung cấp, đã ghi lại những khoảnh khắc, sự kiện một cách chân thực ấn tượng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam Hoa Kỳ. Trong 25 năm qua, từ đó giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về sự nỗ lực không ngừng của chính phủ và người dân hai nước nhằm hướng tới mục tiêu chung là hòa bình và thịnh vượng, vùng đáp mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng đơm ấm bền chặt. Triển lãm trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan tự do từ ngày 8 tháng 1 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, số 2 Tơ Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.